giờ chúng ta sẽ từ cái tình huống đó, chúng ta sẽ đi tìm hiểu diễn biến tâm trạng bé Thu và diễn biến tâm trạng của ông Sáu. Có thể thấy rằng trước khi nhận cha, chúng ta sẽ liệt kê lại những cái chi tiết thuộc về con bé Thu. Khi mới gặp ông Sáu, con bé đang chơi nhà chòi đấy, ở trên sân. Nó giật mình tròn mắt nhìn ngơ ngác, lạ lùng, rồi nó tái mặt vụt chạy lên, má má, khi có một người lạ, một người lạ với một cái vết sẹo dài bên má phải đỏ ửng lên dần dật trông rất dễ sợ. Hai tay vẫn đưa về phía trước trong một cái trạng thái xúc động cao độ. Ba đây con, thì con bé tái mặt vụt bỏ chạy và thét lên cầu cứu, má má. Như vậy, khi mới gặp ông Sáu thì con bé ngạc nhiên, bất ngờ và sợ hãi. Điều này chúng ta không thể trách bé Thu. Bé Thu mới chỉ là một em bé 8 tuổi, chưa từng gặp người cha xa lạ này. Cho nên cái phản ứng này cũng là điều rất dễ hiểu và thông cảm. Tình huống thứ hai, khi những ngày ông Sáu ở nhà, các con thấy rằng ông Sáu vỗ về nó bao nhiêu thì nó xa cách, lẩn tránh bấy nhiêu. Nó xưng hô một cách trống không, vô ăn cơm, cơm chín rồi, con kêu rồi mà người ta không có nghe. Hoặc là cơm sôi rồi, chắc nước dùng cái, con bé xưng hô một cách trống không. Và cái ngôn ngữ này cũng cho thấy con bé không công nhận người đàn ông theo nó là xa lạ, với cái vết sẹo dài kia là ba mình, mặc dù cả nhà đã công nhận đó là ông Sáu. Như vậy có thể thấy rằng trong những ngày ông Sáu ở nhà, con bé không chấp nhận ông Sáu là ba. Rồi đỉnh điểm hơn, con bé hắt miếng trứng cá. Như vậy là con bé từ chối cái sự quan tâm chăm sóc của người cha. Nó từ chối, nó không nhận, nó phủ nhận cái sự quan tâm chăm sóc của cái người mà mọi người vẫn coi là cha nó. Rồi khi mà ông Sáu cáu quá đánh nó một cái, nó xuống xuồng sang bà nhà bà ngoại, nhưng cố tình khua xuồng cho thật, kêu to. Như vậy có thể thấy rằng đây là một con bé rất là bướng bỉnh. Bé Thu cự tuyệt, quyết liệt tình cảm của ông Sáu đối với mình. Con bé nói trống không với ông Sáu, lạnh nhạt, xa cách, bướng bỉnh, dứt khoát không chịu nhận ba. Và có thể thấy rằng, mặc dù mới ít tuổi thôi, nhưng đây là một cô bé rất bướng bỉnh và cá tính. Tuy nhiên, các bạn lưu ý, cái bướng bỉnh cá tính của bé Thu rất hợp lý và không đáng trách. Đúng nhỉ? Không đáng trách. Cái bướng bỉnh ấy, nó cho thấy đây là một cô bé cá tính, có tình cảm yêu ghét rất là rạch ròi. Hơn thế nữa, con bé không phủ nhận người đàn ông có vết sẹo trên mặt là ba mình, cũng có nghĩa là cô bé đang dành cái tình cảm tuyệt đối, cái tình cảm riêng duy nhất cho người cha trong ảnh của nó. Như vậy, con bé chỉ dành riêng tình cảm của mình cho người cha trong ảnh mà thôi, quyết không san sẻ tình cảm thiêng liêng đối với cha cho người đàn ông có vết sẹo trên mặt này. Một cái suy nghĩ vừa non nớt, vừa bướng bỉnh, rất cá tính, nhưng cũng rất dễ thông cảm. Con bé phủ nhận ông Sáu khi chơi.